ý cho cô, cái này là linh hồn của món phở Hà Nội. Ở đây chúng ta các bạn nhìn, trong cái tờ hướng dẫn của cô là có 14-15 nguyên liệu. Thì thứ nhất là người miền Nam Bắc khác với người miền Nam hãy sử dụng con xá sùng để nấu nước dùng. Các bạn học phở gà chưa? Đã học. Có dùng xá sùng chưa? Có. Chút xíu nữa ứng dụng từ cái bài phở gà xử lý toàn bộ xá sùng cho cô không nhắc lại nữa. Được không? Được. Chắc không? Rồi, ở đây chúng ta có quế chi. Quế chi các bạn sử dụng 2 miếng quế chi cho tổng nguyên liệu một cái nồi nước dùng 20 lít. Chút xíu nữa cô sẽ chia ra. Và ở đây gọi là đại hồi. Nó còn tên gọi gì khác không? Tiểu hồi. Đại vị. Đại hồi cũng gọi là đại vị. Đại vị. Nó có 3 tên. Thứ đại nhất vị. Người miền Bắc gọi là hoa hồi. Và trong Nam thì có người gọi là tai vệ. Và ở đây cô muốn các bạn gọi nó là đại hồi. Tại vì cái món phở này không thể thiếu tiểu hồi. Cho nên các bạn gọi nó đại hồi để em đừng có quên cái tiểu. Đúng không ạ? Thì ở đây đại hồi chúng ta sử dụng 10 cánh. Và tiểu hồi các bạn chỉ sử dụng 1 muỗng cà phê khoảng 5g. Và cam thảo 3 cánh cam thảo. Đúng không ạ? Yeah. Biết cánh cam thảo chưa? Và quế này là quế chi nha. Các bạn sử dụng 2 miếng quế chi này có khoảng 20g thôi. Và ở đây chúng ta sẽ có 5 trái thảo quả. Cái thảo quả này nó có mấy tên gọi các bạn biết không? Ho ho. Trời ơi, em là người miền Bắc hả? Đó đó cô. Cái tên gọi của cái trái thảo quả này ở ngoài miền Bắc hoặc là người Tàu người ta còn gọi là trái tò o. Đúng không? Và nó còn một tên gọi là nhục đậu khấu. 3 tên gọi. Nếu sau này các bạn phải đi ra ngoài Bắc để mà nấu phở, đi thi những cuộc thi lớn mà phải nấu phở thì đi ra ngoài chợ phải gọi đúng tên thì người ta mới biết còn gọi cái này chứ người ta đã biết là bán cho đâu. Rồi, ở đây chúng ta có trần bì. 10g trần bì. Đinh hương các bạn sử dụng duy nhất 5 nụ đinh hương. Những cái mùi gia vị mà nó nồng nặc thì các bạn phải rất là hạn chế và cẩn thận. Chỉ có hạt ngò này các bạn được phép sử dụng nhiều nhất trong món phở bò là 50g. Và sử dụng chúng ta ở đây, ngoài ra chúng ta sẽ có gừng nướng và hành nướng. Và ngày mai cô sẽ sử chút xíu nữa chúng ta sẽ sử dụng 1/2 số lượng này để luộc thịt. Còn 1/2 chúng ta sẽ dành tiếp tục cho buổi ngày mai để làm cái túi gia vị chính thức linh hồn của món phở. Được không ạ? Các bạn nắm được chưa? Dạ, nắm được. Rồi toàn bộ phần gia vị nắm được chưa? Dạ, nắm được. Toàn bộ phần xương nắm được chưa? Yeah. Và bây giờ từ nãy giờ một bạn nào nói cho